Sau khi trải qua rất nhiều biến cố đến với Orochimaru, giờ là biết quay đầu về với làng lá để xóa bỏ hết những hận thù. Biết bao cấm thuật ông đã học được, bởi lẽ thiên tài thì vẫn thiên tài. Nên bao thế lực gặp ông cũng bại, sống dài thấy sợ giữ nguyên hình hài. Trận chiến thế giới thì cũng đã qua, làng lá yên bình trở lại như xưa. Bắt đầu những thế hệ mới sức mạnh khủng khiếp có tài và hơn nữa. Tôi nghĩ các tên phản diện không thể kém cỏi dễ dàng để tiêu diệt. Thế giới chấn động, toàn bộ ninja vẫn tập cho trận đấu đặc biệt. Trong số đó có Mitsuki, người con sinh ra trong phòng thí nghiệm Orochimaru, đã tạo ra nó từ những loại gen mà ông đã tìm lấy gen của các Shinobi và gen của ông để tạo ra nó. Nên khi còn nhỏ, nhóc đã phi thường lại một thiên tài sinh ra từ đó. Từ làng âm thanh về với làng lá, nhóc dần trở thành một Shinobi, dẫn dắt bởi Konohamaru chung tay tiêu diệt những kẻ thần bí. Đội hình cực khắc của Boruto hay Sarada, họ Uchiha, có Sharingan hay Rasengan, toàn bộ của cha họ truyền lại cả. Mitsuki có bộ tóc xanh và là màu xanh trắng, khoác trên người một kimono toát lên vẻ người chính chắn. Cậu có sở hữu giày ninja rồi cả băng trán của làng lá, tờ hưởng từ cha cả làng da và cả nhắc ra cực công phá. Mitsuki có bộ tóc xanh và là màu xanh trắng, khoác trên người một kimono toát lên vẻ người chính chắn. Cậu có sở hữu giày ninja rồi cả băng trán của làng lá, tờ hưởng từ cha cả làng da và cả nhắc ra cực công phá. Nhóc Mitsuki rất mến cậu nhóc Boruto, thích nói chuyện hay cả ăn tối và đến cả nhà Naruto. Ít khi tiết lộ về bản thân mình, nhất là mẹ hoặc là cha, nhưng quan tâm tất cả đồng đội chiến đấu cùng họ, có cả Sarada. Cậu đánh giá cao tài năng Uzumaki Boruto, bởi vì bố Hokage đệ thất và cháu đệ tử Minato, tin rằng sau này cũng sẽ trở thành một Hokage trong tương lai. Dù Sarada cũng muốn lên ngôi lớn nhất chỉ dành cho người tài, Mitsuki ngưỡng mộ Sasuke cùng Naruto vì xuất sắc trong những nhẫn xả sức mạnh phi thường mà có lẽ ai cũng thường nhắc. Cậu hay nói chuyện với bà xà nhỏ và luôn nằm trong chiếc áo trắng, đồng nghĩa với việc nhãn thuật của cậu rất thích hợp với các loài rắn. Một Shinobi đặc biệt với lượng chất ra khổng lồ so với tuổi, đúng là hoàn hảo về mặt hệ gen, giống cách sinh ra cũng khác người. Đạt được trạng thái hiền nhân thì cũng khác xa so với tiền bối, vì cậu có thể hấp thụ năng lượng tự nhiên dễ dàng ở mọi nơi. Mitsuki có bộ tóc xanh và là màu xanh trắng, khoác trên người bộ kimono toát lên vẻ người chính chắn. Cậu có sở hữu giày ninja rồi cả băng trán của làng lá, tờ hưởng từ cha cả làng da và cả chắc ra cực công phá. Mitsuki có bộ tóc xanh và là màu xanh trắng, khoác trên người bộ kimono toát lên vẻ người chính chắn. Cậu có sở hữu giày ninja rồi cả băng trán của làng lá, tờ hưởng từ cha cả làng da và cả chắc ra cực công phá.